bắt quả tang 12 người nước ngoài đang đánh bạc được tổ chức chuyên nghiệp. Ngày 8 tháng 7, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện, triệt xóa thành công hai tụ điểm tổ chức đánh bạc quy mô lớn có nhiều người nước ngoài tham gia. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 7, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính hai căn nhà số 16 và nhà C-119 cùng trên đường D20, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc. Lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ 18 đối tượng, trong đó 12 con bạc đều là người nước ngoài, 6 đối tượng với vai trò tổ chức. Tổng số tiền thu giữ của hai sòng bạc là hơn 382 triệu đồng đồng, 700 USD, 27.000 đài tệ cùng nhiều tang vật có liên quan. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, đây là ổ nhóm tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi núp bóng dưới nhiều hình thức, có sự phân công vai trò nhiệm vụ cho từng đối tượng, liên tục thay đổi thời gian và địa điểm hoạt động. Đối tượng tham gia đánh bạc chủ yếu là người nước ngoài, hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.